Dạ, em xin kính chào anh chị cô bác đã đến bữa kênh bán vé số online của em nha anh chị. Thì em đêm nay em quay thì hôm nay không có quay trực tiếp được nha anh chị. Rồi, mấy bữa nay cái máy em nó bị trục trặc cái quay trực tiếp. Đó, thứ hai nữa là là em cũng không có số bán tại vì mới bán nha anh chị. Đó, nên không có số. Thì thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm em có số, thứ sáu thì có khi có khi không nha anh chị, thứ bảy chủ nhật thì có nha anh chị. Đó. Thì từ từ em sẽ có số điều. Đó. Nhưng mà quan trọng là khi bán được thì nhờ anh chị ủng hộ nha. Thì bây giờ em sẽ đưa số cho anh chị mình xem nha. Đây thì hôm nay là em có đài quản trị ngày 23 tháng 2 2023 thứ năm anh chị. Đó. Số đầu tiên là 200659. Đây có hàng 4. Hàng 4 và hàng 3. Anh chị, hàng 4 và hàng 3 thì hôm nay có đi coi em thấy là có 5 tờ. Wow. À đúng rồi, 5 tờ anh chị. Đó. Anh chị nào mà mình có kết bạn Zalo với em nha. Kết bạn Zalo nha anh chị. Đó, 300659 anh chị. Rồi em sẽ để cái hàng giấy số này lên này. Đó. Đó, đó là cái số tài khoản ngân hàng đó, của em Agribank Viên Ngọc Tài 0968 6374712 nha anh chị. Rồi tiếp theo này cũng là quản trị nè, 277063, 277063 nha anh chị. Rồi trong này tiếp tục nó có những số 3 này, cái số mỏng nha anh chị, cái mỏng 477 này, 063 này. Anh chị nào mua đó, đêm nay anh chị rảnh thì coi em, nếu em đem video lên kẹp em bán lên nó nhanh thì anh chị xem. Cái máy em nó chạy cũng hơi chậm nha anh chị, có lẽ em sẽ lấy cái máy kia em lồm luôn, cái cây nhà đất em sẽ lấy lồm luôn nha anh chị. Đó, cho nó nhanh hơn. Đó, thì đây anh chị tiếp tục nè, quan trị 798295, đó là thứ năm ngày 23 nha anh chị, ngày mai đó nha anh chị. Đó, anh chị mình mua thì anh chị hãy liên hệ với em nha, hàng 9, hàng 8 này, hàng 7 đó. Anh chị cái bọn Zalo với em nha. Rồi xong rồi cho em lấy số cho anh chị nha. Đây có đài Quảng Bình đó. Quảng Bình nữa nha anh chị. Đây ngày 23 tháng 2 thứ năm 2023 013 449 đó. Đây nó có hàng 0, hàng nó 20 tờ là nha anh chị, hàng 0 cho tới hàng 6, hàng 7 đó. Nó có 20 tờ đây đó, anh chị bảy tới hàng tóm hàng chín luôn. Đó, mỗi cặp là hai số nha anh chị, mỗi cặp là hai số nha anh chị, mỗi cặp là hai số. Đó, từ 0 cho đến 9 nha anh chị, 20 tờ. Đó, tiếp tục nha anh chị, 756386, 756386 nha anh chị. Rồi. Rồi tiếp tục nha anh chị, 098292 đó, hàng 0 cho tới hàng 0 0 tới số 2 nha anh chị, 01 là 2 anh chị. Rồi. Rồi anh chị mua này, tiếp tục này, 041628 này. Anh chị nào mà còn thức em đưa lên kẹp, nếu mà máy nó lên nhanh thì anh chị mua nha. Anh chị kết bạn Zalo với em. Đó. Còn anh chị nào mà ngày mai rảnh xem thì ngày 23 tháng 2 thứ năm này anh chị cái bọn Zalo điện thoại cho em nha anh chị, 262708 đó, 262708 số cuối, số cuối số 4 nha anh chị, số 4 này, số 4 số 3 rồi nha anh chị. Rồi 020119 đó. Trong này nó có những con số phía dưới nha anh chị. Thì quan trọng là anh chị mình mua thì quan trọng anh mua thì thường thường ta kiếm số số 2 con số sau cùng là nhiều nha anh chị, chứ ít có nghĩ số này. Số này là hàng cặp thôi nha anh chị. Rồi. 235572. 235572. Rồi. Tới hàng 4 nha anh chị. Hàng 2, hàng 2, hàng 3. Và hàng 4 đó. Rồi.
rồi 20 220 117 220 117 20 117 nha anh chị. 256 381 256 381 nha anh chị. 256 381 rồi 030 846 030 846 anh chị nào mua thì hãy điện cho em nha anh chị. 241 626 rồi là số quản trị nữa nha anh chị, 20 tờ quản trị em xin lỗi quản trị nè, 298 290 cái đây quân bình anh chị, quân bình 20 tờ nha, 20 tờ nè. 094 621 094 621 nha anh chị. Anh chị nào mua hãy ấy cho em nha, điện cho em nha, cái bọn Zalo điện điện thoại cho em nha anh chị. 075 703 anh chị nào mà thích thì mình mua, em sẽ cái bọn Zalo em gửi với số cho anh chị bán tài khoản cho em nha thôi. 726 467 798 253 tiếp tục nhanh vậy. 720 139 941 648 762 720 230 844 em để đây ngày hồi thằng lâu xíu em sẽ quay lại cho anh chị mình xem số luôn, em sẽ đưa nhanh cho anh chị, nhanh chút nha anh chị, ba số luôn nha anh chị. 777 085 700 676 735 594 quản trị hết nha anh chị, cái đây quản trị hết nha, đây quản trị hết nha anh chị. Tiếp tục nha anh chị, sẽ đưa làm ba số luôn cho anh chị. 700 654 762 703 720 112 hôm nay em số em có nhiều nha anh chị, em bón hồi chiều tới giờ rồi em, mà em cũng còn số cũng hơi nhiều đó. Nhưng mà hôm nay do số em là cái ngày thứ năm là có số cho em bón đó, em mới bón cho nên là không có số nha anh chị, đại lý không có số nha, đại lý xin công ty chưa được nha anh chị. 730 802 283 935 đó thì những thứ hai thứ ba thứ tư thứ sáu khi có khi không thì em mới có số bón, còn mấy ngày kia em không có số nha anh chị, nên anh chị không, anh chị cũng bó thăm cổ nha để ta sắp xếp rồi toàn mình mới có số nha anh chị. Rồi tiếp tục nha anh chị. 777 068 783 930 quán trị nha anh chị. 783 930 730 849 anh chị. Rồi em sẽ để lên đây luôn. Rồi họ ID băng nha anh chị, 451 220 220 527 3226 035 574 quản trị nha anh chị, đại chính nha. 037 065 037 065 em để trên này đi. 000 0651 056 383 Rồi đây để thẳng hồn như đây. Rồi đây quân bình 20 tà nha anh chị, từ 0 đến 9 nè. 030 268 030 268 nha anh chị, 030 268
hai quân bình luôn nha anh chị, quân bình này 056 tóm 6 từ 0 lên 9 anh chị, hai số 0, hai số 1, hai số 2, hai số 3. Đó vậy nha anh chị. Hai số 5. 056 tóm 6. Anh chị nào mua hay điện thoại cho em, hoặc anh chị nào mà đăng ký á, đăng ký mà một tháng 120.000 thì gọi thoải mái rồi. Số em số Viettel nha anh chị, số điện thoại Viettel 096 tóm Viettel nha anh chị, Zalo số đó luôn nha anh chị, 062 700 741 621, 715 911 nha anh chị, 741 621 715 911. Đây là quản trị hết nha anh chị. Bao giờ mà có quân bình thì em nói quân bình nha. Quân bình là đại phụ á. Nếu có quân bình thì em nói quân bình. Rồi anh chị. 083 937 083 937 735 577 735 577 đó, quản trị nha anh chị, tài chính nha anh chị. Rồi em sẽ sáp hết đây xong rồi em sẽ quay cho anh chị mình xem luôn. Để anh chị mình mà nó thích thì anh chị nào thấy số nó ưng ý rồi em điện cái bàn này. Đó. Anh chị nào ưng ý thì anh chị mình mua nha. Anh chị nào thích thì điện thoại cho em nha. Thoại cho em sẽ chụp hình. Đó. Rồi gửi số cho anh chị nha. Đó. Chụp hình gửi số cho anh chị mình làm để số này trước nha anh chị xem nè. Đó. Đây nè anh chị, đây là quản trị tài chính thấy nè, số đây quản trị thấy nha anh chị, quản trị nè, đây nè anh chị, quản trị hết. Anh chị quý vị cô bác anh chị em gì mình thích thì mình cứ điện cho em nha, Zalo số điện thoại đó nha anh chị. Rồi, hôm nay em không có live stream nhưng mà không show anh chị xem. Rồi, anh chị điện thì còn số, nói chung là còn anh chị thích cái số nào anh chị cứ điện cho em nha. Đây. Thì em sắp hết cái này lại nha anh chị, sắp số hết lại nha này. Đó, anh chị mình xem nè. Rồi anh chị nè, để em đưa số cho anh chị thêm nè. Đây là đài quản trị nha anh chị, ngày 23 tháng 2 2023 nha anh chị. Rồi đây nè, anh chị thấy thích số nào thì mình lái nha. Rồi em sẽ đưa cái máy thẳng lên nha anh chị. Đó. Em sẽ tua lại cái những con số nãy em nói nha anh chị, để mình thích mình mua nha. Bớt nào mình thích số nào thì mình lái nha. Đó. Em đi tu nhẹ nhẹ xuống, qua nhẹ nhẹ thôi. Từ trên xuống dưới. Đó, giờ anh chị thấy cho mình thích thì mình mua nha. Đó. Số này em thấy nó bị thôi đây. Đó. Số này hơi chặt quá, đưa qua đây. Đó, để thấy nó rõ đây rồi. Đó. 26270 đây hồi 9 nè, 9 cũng hơi chặt nè, lấy số này qua đây luôn nè. Số 7 nè, qua đây luôn. Vậy nào mình thích thì mình mua nha. Đó, em ngân hàng Agribank tài khoản 451-220-527-3226 3226 nha chị Vi Ngọc Tài.
số điện thoại Zalo 0968 6 7 4 7 1 2. Đây là quay cái đài Quảng Bình anh chị, một sắp là 20 tờ từ 0 đến 9, 2 số 0, 2 số 1, 2 số 2, số 3. Anh chị nào mua thì điện thoại cho em nha anh chị. Zalo số điện thoại là 0968 6 7 4 7 1 2 nha anh chị. Rồi, đi xem đưa qua đây. Rồi. À. Anh chị thấy số nào ăn ý hãy điện cho em nha anh chị. Rồi. Đây là số quản trị nha anh chị, đại chính nhiều à. Quân Bình là đại phụ, nãy em đưa hết rồi đó, giờ anh chị cứ xem lại thôi, nếu trúng thì mình được em anh chị gỡ bán tài khoản cho em, xong rồi đó anh chị gọi chốt số nào đó em sẽ gỡ cho anh chị. Anh chị mua chứ mình thích cặp số nào thì mình điện cho em đó, anh chị quay Zalo cho anh chị xem, anh gửi hay cho anh chị luôn, anh chị bán tài khoản cho em gửi số cho anh chị. Số tài khoản của em đây 451-220-527-3226 đó, họ ID bank Vi Ngọc Tài Zalo anh chị. Và video đến đây em cũng xin tạm dừng. Và em xin cảm ơn quý vị anh chị cô bác rất nhiều đã theo dõi. Có gì quý vị anh chị xem, có gì bấm like ủng hộ em nha anh chị. Rồi anh chị từ ngày mai khoảng là qua 4 giờ trở lại nha anh chị. 4 giờ trở lại thì em sẽ nhận 4 giờ 3 giờ 3 giờ trở lại nha anh chị. 3 giờ trở lại thôi. 3 giờ 2 giờ 3 giờ trở lại thôi, 2 giờ rưỡi trở lại thôi nha anh chị. Đó, thì em sẽ gửi số cho anh chị bán tài khoản cho em trong vòng 2 giờ rưỡi 3 giờ trở lại thôi chứ không được nhiều quá nha anh chị. Anh chị điện thoại cho em nha. Rồi. Rồi đến đây em cũng xin tạm dừng, xin cảm ơn và chúc anh chị cô bác nếu đêm nay anh chị xem được máy nó lên được thì anh chị xem được thì chúc anh chị ngủ ngon. Khi xem những cái tàu vé số em quay lên cho anh chị xem nha. Rồi video đến đây em xin tạm dừng, cảm ơn quý vị anh chị cô bác rất nhiều.